ngồi trong một vùng đất xung quanh toàn là âm khí không có lấy chút một sự sống nào, bỗng nhiên có một tiếng nói cất lên của một người đàn ông lạ mặt đang bê cái xác của một chàng trai trẻ đi tới chỗ chôn cất. Khi tới nơi, thi thể này bỗng bay lên không trung, những bia đá xung quanh cùng nhau kích hoạt mở ra vòng tròn âm dương làm lay động cả vùng đất u ám. Vài giây sau, khi vòng tròn âm dương được mở ra thì thi thể của chàng trai cũng từ từ nằm xuống mặt đất. Còn người đàn ông ban này cũng bắt đầu thi triển ma thuật, trên miệng cũng lẩm bẩm thần chú, thần ma tề tựu, lục đạo luân hồi. Rất nhanh chóng, cái giới bao quanh nơi này được mở ra. Ông ta vừa làm phép xong thì trên bầu trời xuất hiện một lốc xoáy hắc ám đen xịt, hút hết những âm khí tà ma của vùng đất đầy tà khí, tạo nên một trận cuồng phong, rồi kết thúc bằng một tia sáng xanh lục phong ấn thi thể của chàng trai ở lại đây. Ngày và đêm cứ thế thay phiên nhau luân hồi. Cho tới một vạn năm sau, đất trời nơi đây đều tươi tốt, không còn âm khí bao quanh. Ở gần đó đột nhiên xuất hiện một chú tiểu long tí hon với đôi chân ngắn tên là Đồng Đồng. Nó đang bị hai tên thợ săn thành phố truy đuổi. Nhìn chân ngắn vậy thôi, vậy nhưng Đồng Đồng chạy nhanh tới nỗi, làm hai tên đó dí theo mệt muốn thở hơi tay. Con rồng con này đu dây, treo lên cây khiến hai thợ săn tức điên, bọn hắn dưng cung ra bắn vậy nhưng không trúng. Con rồng trượt chân té ngã xuống khỏi mặt đất. Hai tên thợ săn tiến lại gần đắc ý, giơ hai bàn tay ra như nành phút hổ, định ăn tươi nuốt sống con rồng này. Biết đã đi tới đường cùng, Đồng Đồng sử dụng tuyệt chiêu dễ thương làm mê hoặc hai tên thợ săn. Cuộc rượt đuổi như mèo với chuột cứ thế tiếp diễn. Đồng Đồng bị dồn chạy tới vách đá của khu cổ mộ, nơi này đã được bao bọc xung quanh bằng một vòng tròn kết giới, nên ngay cả một con kiến ở bên ngoài cũng khó mà lọt vào được. Bỗng một lúc sau, mây đen kéo tới nuốt chừng mặt trời, kèm theo đó là một tia sét đánh vào khu cổ mộ làm nó mất đi kết giới khiến Đồng Đồng chui lọt được vào bên trong. Nó vô tình trèo lên một ngôi mộ, đột nhiên có một cánh tay trồi lên hất văng ra xa. Tiếp theo sau đó, một chàng trai trẻ đã chết chui từ dưới mộ lên, dáng vẻ giống như zombie sống lại. Hắn tên là Thần Nam, người mà một vạn năm trước được chôn cất tại nơi đây. Mặt trời dần dần xuất hiện trở lại, lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, vậy nên đầu óc có chút choáng váng. Hắn nhớ lại một khoảnh khắc nhỏ trong quá khứ của mình. Hắn thắc mắc không biết vì sao mình lại ở nơi đây, rõ ràng đã chết rồi mà. Điều hắn ngạc nhiên hơn chính là nơi đây có rất nhiều cổ mộ, nào là Đông Phương Võ Thần, Chiến Vô Cực Mộ, Tây Phương Cự Ma, mộ của Khai Tát. Tất cả đều là những chiến thần ma tung hoành tam giới trước kia, vốn dĩ thần và ma là hai phe đối địch. Vậy nhưng bọn họ lại cùng nhau hợp táng ở một chỗ. Đồng Đồng đang đứng núp sau một vách đá quan sát, cứ từng gặp ma rồi, quá hoảng sợ nên ba sáu kế chọn cách quay xe bỏ chạy là thượng sách. Không ngờ lại bị Thần Nam phát hiện. Để không bị bắt lại, Đồng Đồng liền nhà lửa vào mặt hắn và kết quả là khiến hắn tức điên. Hắn tức giận đem con rồng nhỏ này lên bếp lửa. Đúng lúc sắp thành món thịt rồng nướng thì Đồng Đồng đã dùng một giọt nước mắt bắn vào miệng Thần Nam. Điều này giúp hắn có thể nghe hiểu lời nói của con rồng này. Khi biết mình sắp bị biến thành thịt quay thì nó liền khóc lóc thảm thiết, rồi lại tiếp tục tỏ vẻ dễ thương để cầu xin Thần Nam tha mạng. Hắn ra một điều kiện rằng phải cho mình biết đường nơi này là nơi nào và để đi tới được đồ thành Hoa Dương cổ quốc phải mất mấy ngày. Đồng Đồng thấy Thần Nam hỏi như vậy lại cứ tưởng là đang đùa nên liền cho biết, cách đây một vạn năm trước, Đông Phương Đại Lục và Tây Phương Đại Lục sát nhập vào nhau đã tạo ra một dung chuyển quá khủng khiếp, khiến cho nhiều cổ quốc lập tức biến mất. Bao gồm cả Hoa Dương cổ quốc mà Thần Nam nói và bây giờ nơi này được gọi là Thiên Nguyên Đại Lục. Sau khi nghe kể, hắn nhận ra mình đã bị chôn ở đây một vạn năm và mọi thứ xung quanh ở đây đã thay đổi quá nhiều, ngay cả ma lực trước kia của mình cũng chưa thể khôi phục lại hoàn toàn được. Hắn lờ mờ nhớ lại chuyện trước đây, trong quá khứ đó, thấy hình bóng của một người con gái tên là Vũ Hình. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút chua xót trong lòng. Cành con người mất, rốt cuộc là ta thoát khỏi lịch sử hay bị lịch sử vứt bỏ lại. Thần Nam tiếp tục đem nướng Đồng Đồng để tra hỏi thêm thì biết được khu cổ mộ này chính là thần ma Lăng Viền, vậy nhưng rất có ít người biết về lịch sử của nó, ngay cả nó cũng vậy. Thấy mình và Thần Nam có duyên và hơn hết, cả hai người cùng chung cảnh ngộ đều là những người cô độc ở nơi đây nên đã quyết định kết bạn với nhau. Thần Nam cũng đồng ý, hai người đi khám phá trong khu cổ mộ hết nơi này tới nơi kia, vượt đèo, lội suối, leo núi qua một lượt. Thần Nam muốn khám phá nơi này là vì muốn tra rõ nguồn gốc của thần ma Lăng Viền để biết được tại sao mình lại được an táng ở nơi đây, còn Đồng Đồng thì muốn ăn sạch cả thế giới. Vì quá vui sướng vậy nên Đồng Đồng bị trượt chân té ngã xuống vực. Thần Nam vì muốn cứu con rồng này nên lao xuống thác nước. Ở bên dưới thác nước lại có một cô gái da trắng như tuyết cùng với thân hình bốc lửa đang tắm. Thần Nam rơi trúng người tiểu cô nương này. Vài giây sau Đồng Đồng cũng rơi xuống vô tình làm cho hắn úp cả cái bộ mặt của mình vào cặp bưởi của nàng ta, làm tiểu cô nương vô cùng tức giận. Không ngần ngại, nàng ta liền bật chiêu đánh văng cả hai ra xa. Sau đó từ dưới sông lộn một vòng bay lên trời và nhanh tay lấy cái khăn che người lại, trông rất điều nghệ và không lệch một giây nào. Tiểu cô nương có tên là Sở Ngọc, biết có chuyện không lành sắp xảy tới nên hắn định bụng quay xe bỏ trốn.
Vậy nhưng vừa kéo xe áo bị tuột của cô nương này lên, đã bị cho ăn ngay một quả đấm, suýt nữa gãy hết hàm răng sứ. Thần Nam cố gắng không chấp với con gái nên quay lưng bỏ đi. Vậy nhưng phía sau lại là một người đàn ông đầu con lực lưỡng, khá ta nhanh chóng bón hành cho Nam chính lên bờ xuống ruộng. Vì không có công lực nên Thần Nam không thể đáp trả lại. Cô nương này tên là Nguyệt Họ, cũng giữ tận không kém gì Sở Ngọc. Nàng làm phép tung mấy giọt bóng nước sao truy sát Thần Nam. Sau khi Nguyệt Hạ tung chiêu, Thần Nam liền biết được đó là chiêu băng ngừng pháp, kỹ năng của nhị giai ma pháp sư. Tuyệt chiêu này vô cùng lợi hại, đồng đồng chỉ mới chạm ngón tay vào một giọt nước thì toàn thân đã bị đóng băng. Không có ma pháp để đối phó mà lần tránh thì cũng không thể thắng được. Vậy nên hắn liền chạy tới chỗ của tên to con Hoa Tiền rồi né sang một bên. Chiêu làm bia đỡ đạn này cũng phát huy được tác dụng. Sau khi thấy người của mình đấu không lại, Sở Ngọc liền đích thân ra tay đòi sự đẹp tên dâm tặc. Cuộc đấu ma pháp của hai người chuẩn bị diễn ra thì hắn ngỡ ngàng khi nghe Nguyệt Hạ gọi cô nương kia là công chúa. Tập 2, Thần Nam tỉnh dậy với hình dạng đang bị treo đứng ở thân cây, chẳng khác nào bù nhìn giữa đồng ruộng. Hắn cảm thấy toàn thân đau nhức ê ẩm. Nhớ lại lúc đó, sau khi đánh bại được hai thuộc hạ của Sở Ngọc thì nàng ta cũng ra sân. Nàng ta nhanh chóng tung ra thực lực võ giả cấp 2 đỉnh phòng khiến võ giả cấp 1 Thần Nam không đỡ nổi, lập tức lăn ra ngã gục. Trước mắt, Thần Nam là bản đồ liệt hòa tiền liền mà đám người Sở Ngọc công chúa vừa mới trông được ở đâu đó về. Thần Nam nghe lén được cuộc trò chuyện giữa Nguyệt Hạ và Hoa Tiền thì biết được mục đích của bọn họ đến đây là tìm kiếm tiên dược dâng lên cho bệ hạ. Có được bản đồ trong tay rồi, vậy nhưng khổ nỗi là không ai biết đọc chữ cổ này cả. Trong lúc hắn đang vô cùng lo lắng cho Đông Đông thì con rồng này đã làm thân được với Sở Ngọc. Hắn yêu cầu nàng ta tha mình ra, chuyện diễn sông ban nãy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Đáng tiếc là không có tác dụng, Thần Nam còn bổ sung thêm, nếu không tin thì có thể hỏi Đông Đông. Vậy nhưng con rồng này lại vì sắc quên bạn nên đã làm lơ và tỏ ra không quen biết gì với Thần Nam. Ngoài cái tính bướng bỉnh ra thì Sở Ngọc lại có một sở thích mới, đó chính là muốn giữ Thần Nam ở bên cạnh mình. Để mỗi ngày cho hắn một nhát sau, cho tới khi nào hắn hết sức sống, máu chảy cạn hết thì thôi. Nàng ta vừa mới phi nhát đao đầu tiên đã khiến Thần Nam sợ tới mất mật. Chưa dừng ở đó, Sở Ngọc lại phi tiếp nhát sau thứ hai, thứ ba, may mắn là né được. Không còn cách nào khác, hắn đành phải đem chuyện biết đọc chữ cổ trên bản đồ, từ đó có thể sẽ giúp được bọn họ tìm thấy bảo vật liền hoa tiên liền. Sở Ngọc nghe vậy cũng đồng tâm, nàng nhanh chóng thả người ra, đồng thời nhận hắn làm nô lệ của mình. Thần Nam nhìn theo sơ đồ rồi chỉ dẫn bọn họ tới nơi mà bọn họ muốn. Cứ tưởng đã đến được nơi thì sẽ đường ai nấy đi, không ngờ rằng Sở Ngọc lại muốn hắn làm nô tỳ suốt đời, nếu không sẽ bị thiến. Đằng trước họ là một ngọn núi lửa đang phun trào, khói đen tỏa ra nghi ngút. Bọn họ nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ để leo lên ngọn núi. Thần Nam đang tính kế, nếu leo sau thì có thể thoát được vì sẽ không có ai để ý. Vậy nhưng nào ngờ, Sở Ngọc công chúa lại kêu hắn làm người tiền phòng dẫn đường. Còn bản thân nàng ta thì vác theo một cái hộp gì đó rất dài hình chữ nhật. Không ai biết rằng cuộc trò chuyện giữa họ từ lúc trên đường tới bây giờ đã bị hai tên người gỗ tí hon nghe lén. Một lát sau đó, chúng chạy về báo cáo với chủ nhân của mình rằng bảo vật đang còn ở trong tay của Sở Ngọc. Gã ta hứa sẽ tu bổ thân thể cho hai con mộc nhân này sau khi đại công cáo thành. Người vừa có âm mưu hiểm ác cướp bảo vật từ tay của Sở Ngọc kia chính là Điện Hạ. Hắn đã cho người mai phục ở dưới chân núi. Chỉ cho tới khi tiểu công chúa của Đồng Trừ Quốc xuống núi thì sẽ ra tay cướp đoạt. Khi lên tới đỉnh núi, bọn họ liền chia ra thành hai cặp tìm kiếm liệt hoa tiên liền. Sau một hồi tìm kiếm thì Đồng Đồng cũng tìm thấy tiên thao ở dưới vách núi. Sở Ngọc không thể chờ thêm được nữa nên nhanh chóng đu dây xuống dưới để hái. Thần Nam nhận ra có điều gì đó bất thường. Theo như truyền thuyết hắn được biết thì liệt hoa tiên liền sinh trưởng chậm chạp, ngàn vạn năm cũng không đổi dạng. Là ở chỗ là đóa hoa mà bọn họ nhìn thấy sao có thể lớn nhanh như vậy được. Thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra và nên hắn liền đu dây xuống dưới ngăn cản. Hắn nói cho Sở Ngọc biết rằng cây tiên liên này cao lớn được như vậy nhất định là do đã hấp thu linh khí của dị thú và linh thú bảo vệ loài hoa này cũng đang ở đây. Mải mê nói chuyện, tay chân thì lóng ngóng nên không ngờ rằng Thần Nam đã vô tình hái đi tiên thảo. Hậu quả là một con mãng xà to khổng lồ xuất hiện tấn công hai người. Cứ tưởng là đã trơ xác ở ngọn núi lửa này rồi, vậy nhưng may mắn Hoa Tiền đã kịp thời kéo hai người họ lên. Vì thực lực của Thần Nam yếu nên đành phải tránh sang một bên, Hoa Tiền và Nguyệt Hạ sẽ ở lại cầm chân con mãng xà này, còn Sở Nguyệt sẽ chạy tới đi lấy lại tiền thảo. Nguyệt Hạ triệu hồi những mũi tên bằng, Hoa Tiền thì ở phía trên ôm một tảng đá lớn nhảy xuống. Hai người hợp sức cùng nhau tấn công con mãng xà, vậy nhưng vì nó quá mạnh nên đã hất văng cả hai ra xa. Không chịu bỏ cuộc, ba người lại tiếp tục tấn công, ăn miếng trả miếng liên tục. Chỉ có điều, phe ta lại bị thương vong nhiều hơn. Biết không đánh lại, Sở Ngọc liền nhanh chân lao tới chiếc hộp, dùng máu tưới lên nó. Ngay lập tức, một cây cung từ chiếc hộp hiện ra, xung quanh tỏa ra ánh hào quang chói lóa. Thần Nam nhận ra chính là Hồng Nghệ Cung, hắn không ngờ rằng sau một vạn năm còn có thể gặp lại được thứ đồ vật này. Sở Ngọc dồn hết sức lực vào cây cung rồi dừng cung bắn vào con mãng xà. Đáng tiếc là đã bị nó né được.
Nếu lại lời sư phụ trước kia chỉ dạy, nếu như tu vi không đủ cấp 5 mà tùy tiện sử dụng thần bình thì cây cung đó sẽ quay lại cắn trả. Đột nhiên, mũi tên đi một vòng dạo chơi rồi quay trở lại đâm thẳng vào con mãng xà khiến nó rơi xuống hố dung nham. Đột nhiên con mãng xà hồi sinh sống trở lại, cứ tưởng rằng sau khi rơi vào hố dung nham thì đã bị thiêu chết. Vậy nhưng ai ngờ chính điều này lại giúp nó nâng cấp lên một level mới, đó là biến thành sao long lợi hại hơn phiên bản xưa. Sở Ngầu gắng gượng đứng dậy bắn cung, vậy nhưng có vẻ như nàng ta đã không còn đủ sức lực nữa. Cánh tay run rẩy cố gắng từng chút. Đúng lúc sắp thành món thịt tươi sống thì thần nam xuất hiện như một vị thần, ôm Sở Ngọc lao về phía sau tránh thoát được một đòn công kích. Sau đó hỗ trợ nàng ta kéo cung, chuẩn bị làm một kích tất sát. Bao chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem nhé! Video của mình tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!